Mà các bạn ơi, chúng ta cùng high five với nhau. Nếu như mà các bạn cũng giống như Hạ trong trường hợp là đồ thì một đống một núi, nhưng cuối cùng thì không có gì để mặc cả, thì đó, nói chung là sau một tiếng đồng hồ lựa qua lựa lại, Hạ vẫn không thể tìm được một chiếc áo nào ưng ý cả. Thì tự nhiên trong đầu Hạ chợt nảy ra một ý định là tại sao mình lại không thử thách bản thân của mình trong vòng 7 ngày tới chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi thôi. Và lý do để mà có challenge ngày hôm nay là Hạ muốn kiểu như là đặt mình vào một cái thế khó ấy, xem mình sẽ xử trí như thế nào. Thứ hai nữa là Hạ muốn tận dụng những cái món đồ đinh, những món đồ cơ bản mình đã có rồi mà không cần phải tốn thêm nhiều tiền để mà mua quá trời quá đất những cái món đồ mà chỉ sử dụng một hai lần hoặc có khi là hoặc không sử dụng được luôn ấy. Và cụ thể là trong một tuần tới, từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, Hà chỉ sử dụng duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng này thôi. Đây chính là một chiếc áo sơ mi hết sức là cơ bản, Hà nghĩ là cô gái nào cũng có trong tủ quần áo của mình, thấy không ạ? Nói chung thì sơ mi có rất là nhiều form, form vừa, form rộng, form on body, nhưng mà Hà rất là thích những cái kiểu dáng hơi oversize như thế này, nó rất là dễ mix and match. Ok, vậy là nhiệm vụ của Hà trong 7 ngày tới là sẽ phối hợp chiếc áo sơ mi này như thế nào để ra được 7 bộ đồ phù hợp với những cái hoàn cảnh trong tuần của Hà. Hà sẽ làm được. Yeah. Vậy đi, cho có khí thế. Vô. Trên mạng xã hội Hà đã từng xem rất là nhiều bạn sử dụng một chiếc áo sơ mi có thể style ra nhiều cái phong cách, nhiều cái kiểu khác nhau. Tuy nhiên, một chiếc áo sơ mi mà mặc tới 7 ngày liên tiếp thì Hà cũng không biết là sẽ ra sao nữa. Và ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên Hà trải nghiệm cái thử thách này. Và dĩ nhiên là ngày đầu tiên mà, nên Hà muốn ăn mặc một cái gì đó nó thật là đơn giản. Và tự nhiên trong đầu suy nghĩ ra luôn là mình sẽ mặc áo sơ mi này kết hợp với một chiếc quần âu này. Hà tự nhiên cho các bạn xem. Đây, một chiếc quần âu ống rộng như thế này. Rồi, nếu mà trong trường hợp cái phòng hộp của mình quá là lạnh thì Hà sẽ khoác vào một cái chiếc áo blazer phía sau này. Chào buổi sáng mọi người, thế là ngày hôm nay đã chính thức bước sang ngày thứ hai của chiếc áo sơ mi này rồi. Nói chung tối qua thì Hà vắt khá là kỹ để cho nó nhanh khô á, nên nhìn nó hơi nhầu chút xíu à. Nhưng mà không sao, Hà đã chuẩn bị một chiếc bàn ủi đây để ngày hôm nay mình ủi cho nó phẳng phiu, cho nó nhìn chỉnh chu hơn một chút xíu. Nói chung là hôm nay sẽ mặc một cái áo này lại, rồi sau đó mình sẽ cột lại cái phần sau như thế này nè. Chào các bạn, ngày hôm nay đã là thứ ba rồi. Nói chung thì Hà cầu mong là suốt tuần này đừng có gặp ai kiểu người quen ấy, thì thế kiểu nào họ cũng sẽ biết mình mặc một chiếc áo quá là nhiều này. Nói chung bây giờ thì Hà chuẩn bị ra ngoài để mà có thể làm một số việc cũng như là gặp một đứa em để ăn trưa. Nói chung ngày hôm qua là mình hơi bị formal, kiểu như là hơi công sở một chút xíu, thì ngày hôm nay Hà cũng đi ra ngoài, cũng đi làm việc, thì Hà nghĩ là mình sẽ chọn một cái gì đó nó kiểu hơi thanh lịch, hơi nữ tính một chút xíu. Đi thôi. Nói chung thì hôm nay Hà sẽ mặc một chiếc yếm màu xanh. Đây là một chiếc đầm yếm có cái form rộng như thế này. Hello my girl. Trời ơi, đợi lâu không? Ê, hôm nay Hà may nước chứ. Trời ơi, giống nhau nè. Ê, sao mà túi không có giống nhau gì hết nè. Chị Chi ạ? Chị ngày mai á, cái shooting của mình thì em mặc áo sơ mi trắng được không chị? Không, em có bộ cũng được nha, cho kiếm áo dây áo phây cho chị. Vậy hả chị, hôm nay Hà sẽ mặc giày, xong rồi hai cái tay này nè Hà sẽ cột lại. Nói chung Hà sẽ tạo thành một cái nơ đi cho nó đẹp. Đó, mình tạo một cái nơ hình vuông cho nó có điểm nhấn. Vậy thôi à. Rồi. Và hôm nay là ngày thứ tư Hà mặc chiếc áo sơ mi này rồi. Nói chung từ sáng giờ thì mọi chuyện vẫn xảy ra rất là suôn sẻ, chỉ trừ
đó là trời ơi, nó rất dễ tuột mọi người ạ. Cứ mà chút xíu là Hà phải kéo lên như thế này, thật sự không thoải mái một miếng nào cả. Nhưng mà không sao, ngày thứ tư hôm nay là ổn rồi á. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ năm của thứ hết nha. Chào các bạn, chào các bạn. Hôm nay đã là thứ sáu và mình lại mặc chiếc áo này từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, bốn ngày rồi. Và ngày hôm nay là ngày thứ năm. Nói chung thì cũng không có gì cả, chỉ có một chiếc áo trắng, rồi sau đó thì mở nút, rồi mình có cuộc điện thoại ở đây với cái quần short và một đôi giày. Ôi bụng quá. Nói chung là Hà thứ bảy nhất trong tuần, bởi vì thứ bảy mình có thể đi quẩy, đi party với các bạn bè á. Nói chung là ngày hôm nay Hà cũng sẽ có một cuộc hẹn, Hà cũng sẽ đi ra ngoài, Hà đi bar. Cho nên là Hà sẽ kiểu lộng lộn nhất có thể, sexy nhất có thể. Vô, bây giờ mình sẽ đi lựa đồ thôi. Vô, đi quẩy thôi. Chào các bạn. Nếu mà hôm bữa chiếc áo vay của mình dễ bị tuột thì hôm nay Hà sẽ làm thêm hai cái cọng dây như thế này. Hà chuẩn bị đính vào đó để mình tạo ra một cái kiểu khác. Ăn trưa quay cái mặt. Tại bữa nay mặc đồ kiểu hơi là bánh bèo, là mình phải kiếm một cái cảnh sát nào đó kiểu Hàn Quốc nhẹ nhàng một xíu ăn trưa, nên là dùng từ ngon lắm nè. Ngon ghê, ngon ghê. Nói chung sau khi đã trải qua một cái tuần thử thách bản thân của mình thì Hà chợt nhận ra là ồ, hình như là những cái món đồ đinh này, những món đồ cơ bản thì hầu như Hà có đầy đủ hết rồi. Thì tại sao Hà không tận dụng lại những cái món đồ này để có thể mix match những cái outfit kiểu nó lạ đi một chút xíu, thay vì phải tốn tiền mua những cái món kiểu hơi họa tiết, hơi diêm dúa một chút xíu, chỉ mặc được một lần, hai lần hoặc thậm chí là không mặc được lần nào luôn á. Và dĩ nhiên là Hà sẽ ưu tiên mua những cái món đồ có thể dễ kết hợp với nhau, cũng như là kiểu có độ bền cao một chút xíu. Bởi vì có độ bền cao thì mình sẽ sử dụng được lâu thì mình sẽ hạn chế thải rác ra môi trường. Mà hạn chế thải rác ra môi trường thì đó là một hành động tích cực bảo vệ môi trường. Yeah. Trời ơi, không ngờ lâu lâu lại có một cái ý nghĩ hết sức lớn lao như thế. Nhưng mà Hạ chợt nhận ra dạo gần đây là bởi vì mình cảm thấy đồ mình ít đi, và mình cảm thấy mình sống khỏe hơn, sống vui hơn, mình không phải tìm lục lọi đồ như trước. Đó, đó là lý do tại sao Hạ muốn sống càng cơ bản, càng tối giản càng tốt. Càng ít đồ thì mình sẽ càng khỏe, càng vui. Vậy đó là chắc không còn gì nữa thì Hạ chào tạm biệt các bạn ở đây thôi. Nhớ vô nha, nhớ bình chọn cho Hạ nha. Bye bye, bye bye mọi người.